về đây ở thì ông chồng ổng mất rồi, mấy mẹ con sống ở đây luôn. Dạ. Nó rồi nói chú gì, hỏi chú gì ở đâu, cái tôi mới chỉ ở Dạ Cầu nè. Nói ra tôi tủi lắm. Nuôi giờ nuôi hai đứa con khùng nè. Vậy đứa cháu nội, chú ơi tôi đi giết đi hết nổi luôn đó thầy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị. Thì sau khi đăng những cái clip về cuộc sống dưới gầm cầu thì có rất là nhiều cô bác anh chị có những cái ý kiến đồng cảm với lại cái hoàn cảnh của anh Cường. Và hôm nay thì có một số mạnh thường quân gửi tiền cho anh Cường. Thì cái số tiền này mạnh thường quân không muốn đưa lên nên Bùi Hồ sẽ không có quay lên về cái cuộc phần trao tiền. Và hôm nay đến đây vào dịp khoảng 4 giờ chiều. Dạ em chào anh Cường. Hôm nay đi làm về anh hả? Dạ em mới vậy. Đang nấu ăn uống gì cho anh? Dạ em mới làm cơm cho mấy đứa nhỏ hồi đi học vậy anh. Dạ có mấy có mạnh thường quân có gửi tiền cho anh. Dạ. Rồi chút xíu nữa em sẽ đưa rồi sẽ thông báo với họ. Dạ. Ha. Dạ. Rồi hôm nay cuộc sống của mình sao rồi? Dạ cũng được vậy anh, đi mua tối ngày. Dạ hôm nay ăn cơm với gì đây? Dạ mua được miếng xương hầm đủ với mua khô chiên. Khô chiên hả? Dạ. Dạ anh ơi em nghe nói em nghe một số thông tin là một cô chú. Cái cô ở trên đó nói là bác đi bán vé số hả? Dạ bà có lúc thì vé số người ta đưa thiếu gì có số thì bà đi bán, mà lúc mà người ta không đưa thì bà bơi xuống đi vớt. Bơi xuồng đi vớt ve chai hả? Dạ vớt đi ve chai á. Rồi vớt bán cho ai anh? Dạ bán cũng dựa phế liệu luôn á, em chỗ em làm nè. Vậy hả? Dạ. Rồi anh thu mua lại rồi. Không có, bà ở đây để xe kéo bộ mà bán. Bác bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ bà bơi xuồng đi vớt à. Dạ nhưng mà cái nhà của bác á khu cư hút trên đây nè. Dạ. Rồi gần đây không anh? Dạ đây bên đó thì cũng khoảng cỡ 500m à. Rồi bác ở nhà của bác có đó giờ hay sao? Không, ở như hồi đó ở chung đây nè, rồi xong rồi thì cái ở trên bờ ta thấy vậy đó, có đứa cha cõng đứa cháu nhỏ đi bán đó. Dạ. Rồi ta thấy cảm thấy khổ quá, rồi mấy người mạnh thường quân ra mà nguyên góp cho nhà lắp ráp. Rồi mà lại anh kia anh thấy gì anh thấy khổ quá, anh cho mượn nhà miếng đất dư á, các cái nhà lắp ráp anh ở. Rồi hiện giờ là bà vợ em với cháu với có hai vợ chồng khùng á ở chung. Vậy là bác bây giờ thì lên trên đó rồi. Dạ. Mẹ vợ rồi cái con dâu thì bị vấn đề về. Dạ, hai vợ chồng bị hết, bị thần kinh hết. Dạ. Rồi nên thành nữ ra là phải ẩm. Ủa sao không gửi ở nhà trẻ? Dạ rồi, bữa nào bà có tiền thì bà gửi bên nhà trẻ, không có thì bà ôm bán số. Mà từ hồi lúc mà đẻ tới giờ là bà ẩm tới giờ đi bán không đó. Là lý do lẩm là không có tiền gửi hay là sao? Không có tiền gửi. Bữa nào có khi nào có gửi bên đó không anh? Dạ có, mấy bữa bà cầm cái số đi bán nọ nhiều quá thì bà qua bà gửi. Dạ. Rồi bữa nào đi vớt thì khi cũng bỏ ở đây hoặc ở Đà Nẵng cho mấy đứa cháu giữ giùm chút. Bác đi vớt thường mấy giờ đến mấy giờ? Thì có lúc như có giờ nước này chút chắc về quá, lại nước lăn lớn thì vớt không có. Bác vớt gần đây không anh? Dạ gần. Đâu có ngoài đây. Anh có thể kêu bác giùm em được không? Dạ được. Ồ vậy là mẹ anh cũng ở đây lâu rồi hả anh Cường hả? Ở đây lâu rồi. Rồi lúc trước là mẹ ở chung hay là? Vậy? Mẹ ở chung hay là sao? Mẹ ở chung luôn nhưng mà ở trên bờ người ta thấy gà cống cống có nít đó. Rồi đợt nước lên đó rồi nó cũng té đây hết mấy lần rồi. Trời ơi. Rồi người ta thấy vậy thôi, người ta cũng lên đài nọ mạnh thường quân giúp đỡ được cái nhà lắp ráp á. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi rồi. 62 tuổi rồi. Dạ. Nào mình ra ngoài đó kêu đi cho bác nghe. Ôi ơi. Ở đây hả? Bác đi vớt vậy thấy có nguy hiểm lâu quá anh. Dạ, nhiều lúc cũng sợ tại có mình bả không biết lội nữa. Không biết lội nữa hả? Dạ. Vậy chung vậy cuộc sống bả phải gắng làm gì, sáng giờ bán số đó bả lội xong mới giờ về chụp cái xuồng đi vớt nữa. Rồi bên cái này cũng đâu được nhiều, khi nước lớn này nọ giống một mẫu kêu cũng 40-50, 50-60 cũng có. Trời ơi. Cái công việc vớt này là lâu lắm chưa anh? Con bỏ đó là cũng đó. Đâu? Trên bờ kéo đi á. Vậy hả? Dạ. Kéo phế liệu ở trên đó đó hả? Dạ, thì đó ở gần Dạ Lẳng á. Cô chú anh chị đây là mẹ vợ của anh Cường. Dạ. 62 tuổi hả anh hả? 62 tuổi.
hàng ngày là bà phải vớt cái số vớt cả trên đó ra đó anh, vớt phế liệu. Trời ơi, dạ con chào bác, con chào bác, bác đi vớt phế liệu hay dạ? Dạ. Rồi vớt nhiều chưa bác? Được mấy chai à? Được mấy chai hả? Dạ. Rồi bây giờ con bác cho con đi theo bác được không? Được. Bác có biết lỗi không mà bác vớt? Biết. Biết hả? Biết lỗi. Dạ, thấy nguy hiểm quá. Dạ. Đây cái chuồng của bác hàng ngày đây hả? Dạ. Chiếc chuồng này chuồng cơm gạo đây chú ơi. Rồi không có ai đi theo bác hả? Không, không có ai hết trơn. Có hai đứa con rồi đứa nào cũng khờ khờ hết trơn á, rồi đâu dám chở theo. Trời ơi. Con ngồi đằng đây ha bác. Con ngồi đó đi. Con ngồi này, con ngồi vậy thì bác bơi được không? Được, được. Bác bơi nặng không lắm không? Rồi, rồi dẫn nha. Dạ. Bác vớt như thế này là bao nhiêu lâu rồi bác? Hả? Bác vớt như thế này là bao nhiêu lâu rồi? Bác vớt này cũng lâu lắm rồi con ơi. Mấy chục năm nay rồi đó, đó cũng đi lụm cho chai. Rồi đi mua. Đó. Rồi giờ về đây thấy có cái gạch này nè. Dạ. Cái rồi bác đi thấy đi vớt có cái bác mới mua chiếc xuồng này nè. Mua chả góp á. Dạ. Con nghe nói bác có đi bán vé số nữa hả? Có bán vé số nữa. Rồi rảnh bác đi vớt. Rảnh đi vớt. Qua Tết bán ế dữ lắm. Nè hổng rồi bán cũng được 50-70. 50-70 tờ hả? Bán không được, lãnh 50 tờ bán tới chiều luôn vậy đó. Dạ, bác khi mà bác ẩm một cái, con nghe nói anh Cường nói là bác ẩm em bé hả? Trời ơi, lúc đó con dâu nó đẻ rồi. Rồi khổ quá trời, của bác ẩm cháu đi bán rồi lúc đó cháu mới có 29 ngày, chưa được 1 tháng nữa. Dạ. Rồi khổ quá giờ mới ẩm. Ẩm cháu đi bán đặng kiếm tiền mua sữa. Cái chiếc xuồng này thường là anh Cường sử dụng nữa nè phải không bác? Dạ. Rồi ẩm rồi bây giờ bé bao nhiêu tuổi rồi? Bé hôm nay được 2 tuổi rồi. Rồi mới gửi đó. Dạ, mình thường vớt ở chỗ nào bác? Bình thường bác đây đi ra tuốt ngoài già. Dạ, mãi nhiều khi bác đi lên tuốt ở trên đi ra vô tới Mỹ Hòa luôn. Cái bà... vớt cái một bữa đó vớt nửa xuồng luôn. Vậy hả? Rồi người ta mới thấy bác bơi á, nước ngược nữa. Thấy người ta mới chạy xa ra tàu đó. Chạy máy cái người ta biểu không gì tới đâu người ta cho vòng. Ta kéo bác. Kéo gì ở đây luôn. Bơi không? Kìa bác con thấy có một cái chai kìa. Con thấy có một cái chai xanh kìa. Ngày nhiều nhất là bác vớt được bao nhiêu tiền? Có khi bữa bán 40-50 cũng có đó. Vậy ha. Dạ. Có cái là mình không sức vốn. Không có vốn. Giờ chú ơi, giờ nhiều năm cũng không có tiền. Đó người ta hoàn cảnh thấy khổ, tội nghiệp. Người ta mới bỏ số cho bán, bỏ số chịu. Ví dụ mà mình có tiền á, thì mình lời được 120. Dạ. 100 tờ. Dạ. Còn á, mình lấy thiếu á, để mình lời có 100 ngàn. Dạ. Một bữa đó cô mới ẩm cháu đi bán. Cái gặp cái chú đó cũng tài thiện nha. Mà giờ cô đau bao tử cái rồi không có thuốc. Dạ. Cái cổ mà chú mới hỏi chứ gì ơi, gì ở đâu mà gì ẩm cháu đi bán cái này con hay là cháu. Cái gì mới kể vậy đó. Nói trời chú ơi, cháu nội chú ơi. Dâu tôi nó bị tâm thần rồi nó khờ khờ nó không biết gì trơn á. Rồi giờ một mày về đây ở á, thì ông chồng ổng mất rồi mấy mẹ con sống ở đây luôn. Dạ. Nó rồi nói chú gì hỏi chú gì ở đâu cái tôi mới chỉ ở dạ cầu nè. Đây là nhìn qua cái dạ cầu của anh Nên Cường ở đó cô chú anh chị. Dạ, hồi đó là tôi về đây tôi ở trước nó nữa rồi nó ở dưới Sóc Trăng luôn cô chứ á. Dạ. Rồi hai vợ chồng nó về theo về đây ở luôn. Rồi thấy mấy chú thấy vậy, mấy chú cũng lợi quay phim, chụp hình, đồ này kia nọ, cũng giúp cho gì được cái nhà gì mừng quá trời mừng đi. Nhiều khi ngủ không được, ban đêm ngủ không được, mừng á. Dạ. Cái nhiều khi đi bán cái số, lấy 50 tờ số đi bán. Cái chồng ghiếc, bán ghiếc đặng về nhà. Dạ. Tội nghiệp chú, cái chú đó tên chú Kha nữa. Dạ. Còn nhớ.
Nói mình sợ chồng mình tội lỗi nha. Hồi đó ông già bà già cũng khổ lắm mà cũng giúp cho gì được cái nhà như gì. Con giúp cho gì được cái nhà như gì với gì năng ơn con biết gì nào. Gì? Vậy là thứ mấy? Thứ năm. Thứ năm. Bác năm, con kêu là bác năm. Ôi ôi, sớm giờ bơi cũng cũng khoảng hơn 5-6 phút mà con chưa thấy có con trai màu à. Con trai à. Đó, thấy vậy đó. Cho bây hổm gài bị vớt vòng vòng ở đây rồi nè. Hổm gài bác cũng có vớt vòng vòng đây rồi hả? Vớt nữa. Mà ngoài mặt trong á thì chưa đi, tức ngày mai đi ra ngoài mặt trong ngoài. Vậy là bác có hai người con thôi. Bốn đứa làm. Con nhỏ trong xã Quýt có chồng vì xã Quýt cũng ngộ thôi. Chồng có vợ bé, vợ nhỏ bỏ giờ nuôi 4-5 đứa con. Con cũng còn đi học nữa. Ồ, con thấy xa quá. Bác bơi gì, bác lớn tuổi, bác có bị nhức mỏi gì không? Bơi gì giờ tối ngày, băng đi gì sáng ngày ngủ. Làm như ai quýnh là ghim mình mẩy, chứ ngồi gì không nổi luôn á. Đừng hồi đấy. Làm như cái bác đi thì không có. Ở nhà không là bệnh. Dạ. Sốt cực. Trời ơi. Con thấy nãy giờ chưa có con trai nào hết. Đây là rác thải ở dưới dưới sông á cô bác anh chị. Thì hàng ngày thì bác Năm phải đi bán vé số rảnh thì bác Năm sẽ đi vớt ở vòng vòng đây. Hôm nay con đi theo cô Năm, bác Năm để cho cô bác anh chị thấy đó là cái hoàn cảnh của bác Năm kìa. Con thấy có một chai kìa, một chai xanh kìa. Ấy dạ, đây để con lượm nha. Ấy dạ. Nó cột rồi. Nó cột hả? Nó cột, nó ngăn cỏ nè. À, người ta cột lại ngăn cỏ chứ không phải là gác. Yeah. Ồ, nó lục bình nè, cô bác anh chị thấy nè. Thì cái lục bình này nó cản. Ê, để con lượm cái ly này nè bác ơi. Đó. Dạ. Này có cái ly này nè. Ây dạ. Ê. Trời. Đi không thấy đường nữa. Ây dạ, lượm cái ly này. Trời nắng. Đổ nước ra. Đó. Bây giờ phải đi theo bác lượm những cái nhặt những cái ly nhỏ này. Bỏ đây. Đi bác đi về nhà. Có cái nhà sàn ta chấm vậy đó. Dạ. Cái chung vô. Chung vô đó cái mũ đó, nó tách mùi nước đó. Dạ. Vô nhà sàn. Ồ cái đó là rau dừa phải không bác? Rau dừa đúng rồi. Ồ rau dừa ngon quá. Cái rau dừa này rau dừa châu. Rau dừa này ăn cũng được mà phải không bác? Được, cũng được đó, mà không bằng rau ra mà rau dừa còn thứ loại rau dừa cơm nữa. Dạ. Bác có đi gì bác có thường gặp rau muống đồ bác có thường hái không? Gấp hết trơn rồi dài mới gấp trơn. Rau muống, rau chai đồ. Muốn làm rau ấy xôi bơ chứ xù. À, đây là một cái clip quay cho cô chú anh chị thấy mẹ vợ của anh Cường là hàng ngày phải đi vớt như thế này. Tại vì bác biết bơi nên là nữ ra là để cho bác bơi. Với lại con cũng cầm máy quay rồi. Không có hả bác? Bác bước dưới luôn hả? Coi chừng miệng nha bác. Bác coi chừng miệng á. Coi chừng người ta sẽ dục xuống miệng xuống dưới. Cái đó là khoảng bao nhiêu tiền một ký bác? Cái này có 2.000 ký à? Dạ. Còn cái mũ chai đó gì đó
chai này thì được 3.000. Dạ, cái này bao nhiêu chai mình mới vô 1 kg đây bác ơi? Nhiều quá. Cái ly nhựa thì 2.000 1 kg. Dạ. Rồi ly cái chai đó nó là 3.000, lúc trước mua ba bán được 4.000. Mà cái này còn 3.000. Dạ con ngồi đây, con cắm cái ở đây. Ở đây có nữa nè. Bác đi coi chừng cẩn thận nha bác. Đó. Cô bác anh chị thấy thì không phải là tại vì nghe anh Cường nói là đợi nước gồng xuống, có nghĩa là nước nó thấp xuống á thì những cái gác những cái chai nhựa nó mới tấp vô những cái bờ như thế này, thì lúc đó thì mình mới lượm được, còn mà gác mà trôi xong thì nó rất là ít, tại vì nó cứ chảy miết. Nó hình bắt các bạn thấy là cô chú anh chị thấy là rất là đáng thương. Nó nhặt ở trong đó 62 tuổi. Ồ, ở đó trúng mánh nè bác. Nãy giờ cô chú anh chị đi cũng đoạn đường cũng khá là xa. Ở đằng kia cây cầu thì ở đằng đó đó. Ồ, mong cho bác hôm nay có nhiều tiền. Bác cầm có hết không? Bác cầm hết không? Dạ đó con không, con có một tay không biết bơi. Ừ. Bác vừa lụm gì vừa giúp cho cái con sông của mình nó sạch gác. Dạ. Mà vừa có thêm thu nhập cho mình. Ô, người ta dục. Những cái bỏ đi của người ta thì bác lại nhặt lấy. Nhiều khi chú ơi, nhiều khi người ta thấy mình đi vớt gì nè, Tết á. Dạ. Lúc cỡ 25 Tết á. Dạ. Cái cô đi vớt á. Dạ. Cái người ta thấy tội nghiệp, cái người ta thảy xuống, người ta cho lon bia, cho giấy. Dạ. Bây giờ mình bơi lại đằng đó hả bác? Ừ, đó bơi lại đó lấy. Cô đi, cô cũng đem cái bao theo nữa. Dạ. Nhiều khi cô ra rồi lụm cái cô bỏ vô bao. À, nãy giờ lụm gì chứ, cỡ bán cái này rồi kia luôn cũng 3-4 ngàn à. Dạ. Rồi, con ngồi đó đi nha. Dạ. Con ngồi đây cho. Ồ, có nón bảo hiểm nữa hả? Nón bảo hiểm nó mua luôn hả bác? Cũng khá là nhiều rồi nè, con lấy cũng khá nhiều. Nhiêu đây cũng được. Nếu như mà tính thì mình cũng được, cũng được 2 kg không ba? Không được đâu. Không được 2 kg đâu. Mũ nó nhẹ lắm. Dạ. Chắc cỡ 1 kg mũ được. Ơi coi chừng bác ơi. Bác bác đi như thế này nè. Cặp bác leo lên đi. Bác đi như thế này nè, rồi cặp mé sông gì có khi nào bác bị đạp miễn đâu không? Ờ, có thì đó, có đi chợ giò mà cái ly không thấy á. Cái ly bể hả? Cái ly bể á. Nghĩ cả tuần lễ mới có đi vớt lại được. Rồi nó có nhiễm trùng bác không? Không. Ờ, cũng ông bà độ ha bác ha. Dạ.
nên bác lượm phải cho cẩn thận mới được. Nếu như mà được thì khi mà anh Cường mua phế liệu hay là gì đó, hay là mình cứ kiếm có một đôi ủng đó ba. Đôi ủng của những người làm hồ á. Ô con thấy nãy giờ xa bác hả? Mang vô cái mày lỗi không được. Lỗi không được, nó bị lúng cái gì bác? Nhiều khi bác vô nhà sàn á. Dạ. Nè bác đang lượm cái chai này nè. Nó bác đi thường bây giờ là từ thời điểm bây giờ là đến mấy giờ mà bác mới về? Nhiều khi bác đi nếu mà 2 giờ bác đi á là cỡ 3 giờ mấy cái bác về đây 4 giờ rước cháu rồi. Dạ, cháu bác học lớp mấy? Nó gửi nhà trẻ. À bữa nay gửi hả? Bữa nay gửi. Gửi vậy ngày con nhiêu tiền nha bác ha? À, người ta thấy hoàn cảnh gì đó rồi nó ngay. Người ta chỉ ra lấy tiền ăn có 25 ngàn thôi. Không có lấy tiền gửi. Cô ở đây người ta cũng làm phước lắm. Đi mấy lúc mà thời gian mà cổ quá đó. Dạ. Mấy đứa cháu ngoại cũng gửi ngày mười mấy 200 ngàn. Coi như là lá lành đùm lá gách ha bác. Cái sau cái học lên lớp 1 hết trơn rồi mấy cô cho tiền lại mua tập vở đồ này cái gì đó. Dạ. Mấy bà giờ đổi đi rồi mấy cô này giờ cũng lạ lạ không hồng hành nó ngay mấy cô này cũng thương lắm. Dạ bác lượm cái còn cái đó bác lượm luôn đi bác. Dạ. Bác ở dưới gầm cầu đó là bao nhiêu năm, lúc trước bác ở bao nhiêu năm? Từ Hòa Bình giờ đó biết bao nhiêu năm? Năm 75 đến giờ. Đúng rồi. Hòa Bình rồi đi vô này mới đầu tiên đi ghe. Bác trai đâu bác? Bác trai mất rồi gần 5 năm rồi. Dạ. Bác trai mất lớn tuổi không ba? Mất lúc đó là ổng 67 tuổi, ổ 57 tuổi. Dạ. Thôi bác ơi, vậy hai bác cháu mình về được rồi. Về ha. Dạ. Cũng đi cũng khá xa, con sợ bác mỏi nữa. Cũng nhiều đây nè cô bác anh chị. Thật sự hôm nay cũng tới cử nữa rồi nè, ha, bữa hồi nãy tát rồi đó. Dạ bây giờ nó nãy bác có đi tát rồi hả? Tát rồi đó, giờ nó vô nước rồi, tới tự chết. À, đây là cái cảnh buổi chiều ở trên sông của cái kinh này kêu là kinh gì bác? Dạ. Khu dân cư. Khu dân cư. Mà không biết là cái cầu này cầu gì mới hở nghe nói dạ. Mà quên nè. Dạ, cái cầu đó là nơi cái cầu trước mặt của cô chú anh chị đó. Là nơi anh Cường với lại vợ của mình và các con sinh sống. Còn đây là hình ảnh người phụ nữ bơi như thế này. Đó chính là mẹ vợ của anh Cường. Hàng ngày ngoài việc bán vé số ra thì bác vẫn phải đi nhặt ve chai để bán phế liệu. Bác cũng sống ở gầm cầu này cũng khá là lâu. Thì năm nay bác 62 tuổi. Hai bác cháu mình về ha. Bé gái nhỏ hôm trước là nói học lớp 3 hả bác? Con của anh Cường á. Học lớp 3. Dạ. Đây chừng nữa có gì con tài trợ tiền sách vở cho. Trời giờ là còn nuôi đứa cháu ngoại nữa. Dạ. Mất bơ gì bây giờ nó mỏi tay dữ không? Không mỏi. Chạy. Hai bác cháu. Nhiều khi đi xa mới mỏi. Bác đi xa nhất là khoảng đoạn đường là khoảng bao nhiêu lâu nha bác? Đây mà nếu mà chịu đi vớt dài vòng vòng chứ đi chứ gì cỡ mười mấy cây số à. Dạ. Trời ơi. Đi về luôn đó mà cả chục mười mấy cây đó. Mà chỉ bơi bằng tay vậy thôi. Bơi bằng tay vậy thôi. Ủa mà sao xuồng mình có bánh lái không mà bác bơi hay vậy? Không có bánh lái luôn. Không có bánh lái, quen rồi. Con thấy người ta bơi là phải có bánh lái nữa, nó quay. Không có bánh lái nó quay dữ lắm mà giờ quen rồi. Khi mà đi vớt ve chai thì có một cái khi nào mà có một cái gì mà bác đáng nhớ nhất không? Có nghĩa là bác gặp cái tình huống nào mà bác đáng nhớ nhất không? Đáng giá hả? Đáng nhớ. Đáng nhớ trong cái cuộc đời mà bác đi vớt ve chai như thế này nè.
là có nghĩa là bắt gặp những cái trục trặc gì đó. Cũng có. Dạ. Thì trục trặc này kia nọ chứ mấy, ví dụ mình lụm ở dưới bến gì nè. Dạ. Cái người ta gầy ta la, ta chữ rồi này kia vậy đó. Dạ thì cái đó là con họ muốn hỏi bác gì đó. Có nghĩa là người ta người ta. Ơi, tôi mới nói gì nè. Mấy chú mấy anh ơi, cái vụ cái đồ này tôi lụm ở dưới mấy sông mấy chú bỏ, tôi mới lụm dưới mấy chú còn xài. Tôi gửi lại. Dạ. Nhiều khi đi lụm nhiều khi người ta làm rớt búa dao rồi này kia cũng, rồi từ đó tới sau là người ta làm rớt búa dao gì lụm mình lụm được. Phiêu. Dạ. Rồi ví dụ người ta cho thì mình xài. Dạ. Lợi đó mình lụm, người ta cũng cho mình lụm nữa. Chứ nhiều khi đồ người ta còn xài, người ta gớt mà người ta chưa lụm á. Dạ. Mình lụm á, mình kêu người ta mình cho lợi. Người ta thấy vậy á, khi có đồ cho chai trên nhà, người ta thảy xuống người ta cho. Thời tiết bây giờ cũng khá là nắng. Đây con vớt thì chứ người ta cho nhiều khi Tết cái người ta thấy chuyện đó, ta cũng cho gạo cho đồ, ta kêu lại người ta cho quần áo đồ bạn vậy đó. Dạ. Ô nãy giờ con ngồi ở đây mà nước nó lên rồi nè. Nước lên vậy đó. Nó bây giờ sau một cái khoảng thời gian thì bây giờ đến nơi heo bác, hai bác cháu mình về đến chỗ rồi. Bác mỏi dữ không? Hai bác cháu mình xong lên nhà. À, bác chút xíu nữa đi rước cháu nữa hả? Rồi hàng ngày bác đi dơ rớt về trễ ai rước? Về trễ thì nó cô giữ bển á. Dạ. Cô giữ bển cái gì rồi qua rước. Dạ. Rồi bây giờ sao á? Cho nó cho cái đuôi xuồng nó quay vô. Đuôi xuồng quay vô. À, rồi để đó mai đi vớt tiếp nữa. Gì là mai đi vớt nữa hả bác? Mai đi vớt nữa. Là bao lâu mình mới cân phế liệu một lần? Bữa nào cân bữa nấy kiếm tiền. Dạ. Hôm nay đi với con nên chưa cân. Không con đi theo bác thì con mới hiểu. Vớt chơi tay chai không phải là nó ngoài cái cực là mình vớt bằng bơi xuồng đi vớt mà nó còn nguy hiểm nữa. Nguy hiểm ở cái chỗ là bắt đi chân không như thế đó. Và nhầm khi là những cái ly bể hay là miễn rồi đó. Bắt đạp vô nữa. Nó rất là cực khổ. Mấy bữa đạp đinh luôn nữa. Bắt đạp đinh luôn hả? Đạp đinh luôn nữa. Rồi cảm xương hết trơn. Dạ. Thì sau một thời gian hồi sớm thì con bác đi cũng khoảng hơn 20 phút ha. Được nhiêu đây nè cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị đây là mẹ của anh Cường, người mà sống ở dưới gầm cầu như thế này. Trước đây chung anh Cường sau khi mà đã có được cái nhà lắp ráp tạm bợ có nơi tá túc thì hiện bây giờ cái công việc hàng ngày bác là bán vé số với lại nhặt phế liệu. Thì nói cho cô chú anh chị hiểu thêm cái hoàn cảnh của anh Cường với lại mẹ của anh Cường. Đây là nhìn từ cái góc độ cái bệ cầu nhìn vô trong cái nhà của anh Cường, là anh Cường ở trong đó. Em mới với bác về. Dạ. Dạ bác ơi, bác lên đi, hai bác cháu mình lên. Dạ. Dạ. Cháu xuồng này là đói luôn. Dạ. Đó để xuồng đợi không buộc anh. Bác để đi hồi chút xíu anh Cường buộc. Con lên với anh Cường nha bác ha. Dạ. Lên đi. Dạ. Là nước lớn là mình ra ngoài này là mình múc nước đó hả anh Cường? Dạ, múc cái chỗ bà vợ ngồi luôn á. Là mình rửa ngoài đó. Dạ, nó rửa đồ ăn dẹp đồ chén không đó. Có khi nào nước nó rút xuống ô nhiễm dữ không anh? Có lúc thì ở trên cụ nó xả xuống đó, nước đục cầu xình đông không à. Phải múc lên mình lóng lại rồi mình rửa chén. Dạ. Bác có lời nào muốn nói với lại mọi người ở trên cộng đồng mạng không bác? Hả?
Bác có lời nào muốn nói với mọi người ở trên cộng đồng mạng không? Lời nói sao? Trong người má đời mình sao mình nói ra như vậy? Hoàn cảnh bác cũng khổ lắm. Dạ. Đó. Nói ra tụi tụi lắm. Nuôi giờ nuôi hai đứa con khùng nè. Vậy đứa cháu nội. Chú ơi, chú đi viết, đi hết nổi luôn đó, nó thiệt. Đi dò cảnh thứ nhất, nó đau khớp nè. Rồi bác đi, đi không nổi, bán 50 tờ, dù khi bán tới chiều mới về. Con xin lỗi bác, làm cho bác buồn. Rồi buồn đó chú ơi, rồi con dâu nó khùng khùng đó. Nhiều khi nó ngủ bằng đêm bằng hôm, nhiều khi nó có thể nó giết tôi luôn nữa. Sao rồi bác? Nó lên cơn, cái là nó lấy kén, lấy đồ, nó phang tôi. Rồi ban đêm tôi đâu dám ngủ, tôi giao mát, tôi lấy, tôi giấu hết trơn. Đêm nào cũng vậy, chứ nhiều khi ngủ không được nữa. Con xin lỗi bác, hả bác? Xin lỗi bác, làm cho bác buồn. Làm cho bác xúc động. Không có gì đâu chú ơi. Tôi nhiều khi tôi đi bán nha, mà tôi nhớ lại cái gì dáng này kia nọ. Con tôi nó đấu xử gì. Nó khùng điên vậy đó. Rồi nhiều khi mình ở ban đêm hôm nó giết mình ngày nào mình đâu có biết. À, mấy biểu thằng con á, hàng đo con nó cũng khờ nghe. Có con dâu nó bị bệnh thôi. Nói Dũng ơi, giờ con đem con sao con nói làm sao, vợ con về bên ông và vợ á, con ở đi. Nếu nó ở chung á, có ngày nó giết má đây rồi con của mày không ai nuôi. Nó năn nỉ giết rồi nó ngay từ hôm đó nay nó về bên ông và vợ nó ở cũng cả tháng rồi. Mà sáng bữa nào nó cũng lợi nó chữ hết trơn. Nói Thanh ơi, Thanh con dâu á nghe. Thanh ơi, thôi con ở nhà đi. Ở đây ở nay nhà có cái đồ ăn rồi, con ở nhà con ăn. Nó nói không, con không có ăn cơm nhà. Bị gì hồi đó nó sống với ông già ruột nó. Thì hai cha con ăn cơm tiệm không, không có nấu. Đó. Rồi giờ nó gì à, nó về bên mà cờ đồng gì mình ở rồi nó rồi giờ con nhà nó không ăn, có bữa thì nó ăn có bữa không ăn. Rồi nó kêu nó ở nhà coi chừng con, không không có coi chừng con của bà nuôi đi, không phải con của con thôi. Rồi có chở chị đi khám gì không bác? Hả? Chị có đi khám bệnh gì không? Có, bởi vì của nó có giấy tờ bệnh luôn mà, bệnh tâm thần luôn. Dạ. Giấy tờ luôn. Tới tháng là qua bệnh viện để lấy thuốc. Vậy hả? Có thuốc là bình tĩnh lần tí xíu hả nhỉ? Dạ. Nó có thuốc vô là nó cũng chịu mà hết thuốc rồi là nó khi tới cơn nó là nó chửi thì nó muốn quýnh, nó muốn làm, muốn ai làm ai làm. Trời ơi. Bởi vì mấy chú nó nói giờ à, dì nói làm sao á, năn nỉ như Trần Dũng á, kêu nó về ông và vợ nó ở, ổng ở có một mình à. Để thôi có ngày là nó giết gì luôn. Dạ. Thôi bác ơi, vậy con cảm ơn bác rất là nhiều. Thôi bác đi rước cháu đi. Con cũng chúc bác sức khỏe ha. Con sẽ quay lại bác lại lần sau hay bác ha. Con chào bác ha. Em xin phép anh em dạy luôn anh Cường ơi ha.